Giá này bao tiền có? À, con này là 400. 400 nghìn ạ? À? Wow. Là chua như thế luôn. Wow, xào chất lượng thật. Giờ này phát cỏ đó không có? Được á. Ai dồ. Anh cứ đút thẳng bạc được mà. À dạ. Thế con này bao nhiêu ạ? Con này thì 300. Thép tốt không ạ? Ừ, thép tốt mà. Cái này là do diệt tay. Diệt thụ công đấy. Cái này do con tàu mình dìa, mình đang bằng một cái búa đây. Thì cái này chắc thép nó tốt hả? Cái này là chặt à. Cái này mình chặt. Mổ gà chặt lợ. Chặt xương lợ. Dã man. Con này là con dài đấy, 7 triệu nha, đẹp lắm. Sát thật đấy. 400 nghìn cả. 300 có bán không? 300 à. 300 đấy. Cái này là cái gì đấy. Dạ. Xem đã. Vâng, để làm sao đấy.